về nhà dụng công là được rồi. Niệm Phật một mình niệm cũng được rồi. Lúc này chúng tôi phải nói mọi người cùng nhau cộng tu. Cộng tu có nhân duyên của cộng tu, có điều kiện của cộng tu. Vào thời xưa cái nhân duyên đó rất tốt, được. Hiện nay nhân duyên không tốt rồi. Hiện nay người cộng tu nhiều, rất là thị phi. Anh A thế này, anh B thế kia, đây đâu phải là cộng tu chứ. Nếu như nói đó là cộng tu thì đó là tu lục đạo luân hồi, không phải tu Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ là tu tâm thanh tịnh. Nhiều người ở cùng nhau như vậy, cái mà mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, miệng nói ra đều là chuyện tạp loạn, rỗi hơi. Tâm làm sao có thể tịnh lại được chứ? Nếu như không nói chuyện, các bạn tu Phật Thích Chỉ Tịnh mà không nói chuyện, mắt bạn vẫn có thể nhìn thấy, trong tâm bạn vẫn có thể khởi vọng tưởng, chỉ là không nói mà thôi. Chính là bạn không thanh tịnh. Cho nên hiện nay tu hành chân chánh, nói lời thành thật, về nhà mà niệm Phật mà tu một mình. Một người có khi tinh thần không thể đề khởi được thì nương vào chúng, dựa vào chúng. Người xưa nói gọi là sợ bản thân lười biếng giải đãi. Cho nên mọi người cùng tu hành với nhau, nơi bên khích lệ lẫn nhau. Nhìn thấy người ta niệm Phật, mình không niệm thì ngại quá. Ý nghĩa của cộng tu là ở chỗ này. Hiện nay thì biến chất rồi, hiện nay cái điểm này không còn nữa rồi. Ở chung với nhau trái lại phiền phức, tinh thần của mình không thể đề khởi được thì làm thế nào đây? Hiện nay có biện pháp, có máy niệm Phật, có băng ghi âm. Cái này có thể tin được, nó không thể gây phiền phức cho bạn. Đặc biệt là hiện nay máy ghi âm niệm Phật còn có tai nghe, bạn đeo tai nghe vào, bạn ở trong nhà suốt ngày niệm Phật, bạn xem vừa không cản trở công việc, vừa không cản trở người khác. Người trong nhà, người khác không niệm, bạn cũng không cản trở họ. Nếu như vọng tưởng của bạn nhiều thì bạn mở âm thanh lớn, khi mở lớn thì bên ngoài cái gì cũng không thể nghe được. Tốt hơn niệm Phật được, âm thanh lớn đè được vọng tưởng, điều phục được vọng tưởng, tâm rất thanh tịnh thì có thể mở nhỏ một chút. Hoặc giả là khi chú ý việc khác thì âm thanh nhỏ một chút, vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Không muốn nghe âm thanh bên ngoài thì mở âm thanh lớn một chút, tốt vô cùng, tốt không gì bằng. Hiện nay lợi dụng những công cụ khoa học này, tự mình dụng tâm chân thật, thật sự là đắc lực. Cái này tốt hơn quá nhiều so với mở Phật Thất tinh tấn rồi. Mà từ sớm đến tối niệm thì đúng như lời trong kinh Kim Cang nói, tân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là tu tất cả thiện pháp. Bạn suốt ngày đang làm việc đều là thiện pháp, đều là giúp đỡ người khác, đều là lợi ích đại chúng. Tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Ở trong tâm chỉ là một câu A Di Đà Phật, bạn nói cái phương pháp này tốt biết bao. Tôi học Phật 40 năm rồi. Ở trong hơn 40 năm này, những việc mà tôi nhìn thấy, tiếp xúc, cảm nhận, tôi cảm thấy đạo tràng nhỏ tốt hơn đạo tràng lớn. Người càng nhiều càng phức tạp, sự việc phiền phức càng nhiều, cho nên đạo tràng nên nhỏ càng tốt, người càng ít càng tốt. Các vị thử nghĩ xem, tổ sư xưa nay của Tịnh Độ trong chúng ta, đại sư Huệ Diễn, ngài là người thời Đông Tấn. Ban đầu cái niệm Phật đường đầu tiên là xây tại Lô Sơn, Giang Tây. Vào thời đó đồng tu của ngài tính ra không ít, 123 người. Đây gọi là đạo tràng, không phải người nào đến cũng được. Diễn Tông đại sư vào thời đó còn có một người rất nổi tiếng là Tạ Linh Dận. Vì này các vị đọc thấy ở trong lịch sử, văn chương của ông viết rất hay. Tạ Linh Dận đã từng đến Lô Sơn viếng thăm đại sư Diễn Công, muốn tham gia vào liên xã của ngài, không đồng ý, từ chối ông, không cho ông tham gia. Bạn xem, niệm Phật đường Diễn Công bước vào không phải dễ dàng như vậy. Muốn đến niệm Phật là đến niệm, nó có dễ dàng như vậy chứ? Phải gìn giữ một cái môi trường thanh tịnh. Tâm của bạn có thanh tịnh hay không? Tâm bạn không thanh tịnh, bạn không được đến. Tạ Linh Dận tại vì sao bị từ chối vậy? Tâm ông không thanh tịnh, thích viết văn, thích làm thơ, đầu óc mang đầy những thứ này,
đều khởi vọng tưởng như vậy. Tập khí của văn nhân quá nặng rồi sẽ ảnh hưởng tâm thanh tịnh của người khác. Diễn công từ chối ông. Đạo Uyên Minh, đại sư quyền diễn của chúng ta rất quan nghênh ông, nhưng mà Đạo Uyên Minh không có tham gia, không có tham gia liên xã 123 người. Chúng ta xem thấy ở trong Tây Phương Sách Chỉ, đạo tràng của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có 12 người. Ở trong cái thời đại này, hiện nay rất đáng để cho chúng ta phản tỉnh, rất đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Các vị tự mình thử suy nghĩ thật kỹ. Người ít tốt, đạo tràng nhỏ, nhiều người cố định như vậy, dụng công chân thật. Người ít đạo tràng nhỏ, tiêu xài ít, dễ duy trì, không cần lôi kéo tín đồ. Lôi kéo tín đồ nghĩ cách kiếm tiền để nuôi đạo tràng. Cái gì thử nghĩ, đó là đạo gì?